Chào mừng quý vị và các bạn đến với Radio Thông điệp Cuộc sống, 21 giờ hàng ngày qua giọng đọc Tuyết Mai. Vì sao niềm tin là một sức mạnh? Bởi vì nó chính là yếu tố quan trọng nhất quyết định bạn thành công hay thất bại. Trong mỗi con người chúng ta luôn tồn tại một sức mạnh vô hình, đó chính là sức mạnh của niềm tin. Niềm tin vào chính bản thân mình sẽ giúp chúng ta có nguồn suy nghĩ tích cực hơn, và chính điều đó sẽ dẫn đến thành công. Trong cuộc sống, đôi khi ta tự hỏi, tại sao cùng làm những việc giống nhau, nhưng có người thành công, có người lại thất bại? Và đa phần họ nghĩ rằng, việc thành công hay thất bại, đó là do tài năng, do năng lực của mỗi người. Nhưng điều quan trọng là họ phải hiểu rằng chính niềm tin bên trong là sức mạnh đem đến sự thành công của họ. Câu nói nổi tiếng của Hoàng đế Napoleon: mất tiền là chẳng mất gì cả, mất danh dự là mất nửa cuộc đời, mất niềm tin và nghị lực là mất cả cuộc đời. Đúng vậy, bạn luôn có niềm tin và nghị lực thì làm bất cứ việc gì cũng thành công. Nhưng chỉ cần thiếu một trong hai thứ đó thì cũng sẽ không thành công. Hãy hỏi chính bản thân mình, niềm tin của bạn là gì? Và niềm tin được bao nhiêu phần trăm? Đã đủ lớn mạnh để bạn bứt phá mọi giới hạn mà mình đã đặt ra? Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất của Radio Thông điệp Cuộc sống. Còn bây giờ, Tuyết Mai xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.